Lionel Messi đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi Argentina đối đầu với Pháp trong trận chung kết World Cup 2022. Bỏ lại năm 2014 dở dang, Lionel Messi bước đến chân chung kết World Cup 2022 với tâm thế là ngôi sao sáng nhất của Argentina, không hề thua kém Maradona từng làm trong quá khứ tại Mexico 1986. Chỉ còn một chiến thắng nữa, người Argentina sẽ tạc tượng Messi ở khắp nơi và cả thế giới bóng đá sẽ ngả mũ trước cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành đủ mọi danh hiệu có thể. Messi đã giành 7 quả bóng vàng trong sự nghiệp thi đấu nhưng thành tích của anh chủ yếu gắn liền với tư cách là cầu thủ của câu lạc bộ Barcelona, trong khi ở đội tuyển quốc gia anh đã có tới 4 lần thất bại ở các trận chung kết. Dẫu vậy, Messi vẫn là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất ở các kỳ World Cup và những con số không hề biết nói dối. Cầu thủ trẻ nhất ra sân và ghi bàn cho Argentina. Messi trở thành cầu thủ Argentina trẻ nhất thi đấu và ghi bàn tại FIFA World Cup vào năm 2006 trong trận đối đầu với đội tuyển Serbia và Montenegro. Vào sân từ băng ghế dự bị, anh đã ghi bàn ấn định chiến thắng 6-0 cho Argentina trước Serbia và Montenegro. Tại thời điểm ghi bàn, Messi mới chỉ 18 tuổi 357 ngày. 4 năm sau, ở tuổi 22, Messi đã có lần đầu tiên đeo chiếc băng đội trưởng của Argentina, qua đó trở thành đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử của La Albiceleste, cầu thủ ra sân nhiều nhất tại các kỳ World Cup. Trận bán kết giữa Argentina và Croatia chứng kiến một kỷ lục mới trong sự nghiệp của Lionel Messi khi anh cân bằng kỷ lục 25 trận ra sân tại World Cup của cựu danh thủ người Đức Lothar Matthäus. Và trong trận đấu lịch sử này, Messi đã tỏa sáng với một bàn thắng cùng một đường kiến tạo, giúp Argentina giành chiến thắng 3-0 và lần thứ 6 góp mặt tại một kỳ chung kết. Cầu thủ nhiều lần khoác áo băng đội trưởng nhất tại World Cup. Kể từ lần đầu khoác băng đội trưởng tại World Cup 2010, Messi tiếp tục là thủ quân của Argentina tại các kỳ World Cup 2014, 2018 và 2022. Tổng cộng, anh đã có 18 lần ra sân với tư cách là đội trưởng tại sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới, vượt qua cầu thủ người Mexico Rafael Márquez, 17, thần tượng của Messi, Diego Maradona đứng thứ 3 trong danh sách với 16 lần khoác băng đội trưởng, chân sút vĩ đại nhất của bóng đá Argentina. Hiện tại, Lionel Messi là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia Argentina. Kể từ khi lên tuyển từ năm 2005, Messi đã có tổng cộng 91 bàn thắng và đã chính thức phá vỡ kỷ lục ghi bàn của Gabriel Batistuta vào tháng 11 năm 2016. Đến ngày 18 tháng 12 năm 2022, Messi đã có bàn thắng thứ 11 tại World Cup trong sự nghiệp sau khi ghi bàn từ quả phạt đền vào lưới Croatia trong trận bán kết tháng 3-0. Pha lập công này giúp đội trưởng của tuyển Argentina vượt qua kỷ lục 10 bàn của chân sút huyền thoại Batistuta nắm giữ suốt 20 năm. Hiện tại, Messi đang là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 6 ở các kỳ World Cup, xếp sau Jürgen Klinsmann, Sanjosi, Pele, 12, Gerd Fonten, 13, Gerd Müller, 14, Ronaldo, 15, Emizola Closa, 16. Kỷ lục về khoảng cách bàn thắng đầu tiên và bàn thắng gần nhất. Đây có lẽ một trong những kỷ lục đặc biệt nhất của Lionel Messi. Với bàn thắng ghi vào lưới Croatia, Messi giữ kỷ lục về khoảng cách giữa bàn thắng đầu tiên và bàn thắng gần nhất tại World Cup, cách nhau 16 năm 180 ngày. Người xếp thứ hai sau Messi chính là Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha, với 16 năm 160 ngày. Messi cũng là một trong 6 cầu thủ hiếm hoi xuất hiện trong 5 kỳ World Cup liên tiếp cùng với Antonio Cabaza, Rafael Márquez, Andrés Pujadas, Lothar Matthäus và Cristiano Ronaldo. Cầu thủ duy nhất ở World Cup ghi bàn ở độ tuổi thiếu niên 20 và 30. Messi nằm trong danh sách những cầu thủ ghi bàn trẻ tuổi nhất tại World Cup với pha lập công vào lưới Serbia và Montenegro khi anh mới 18 tuổi 357 ngày. 16 năm sau, ở tuổi 35, Messi vẫn đang bùng cháy với 5 bàn thắng ghi được tại World Cup 2022, qua đó cạnh tranh danh hiệu chiếc giày vàng cùng Kylian Mbappe. Cầu thủ nhiều thắng thứ 2 trong lịch sử World Cup. Sau 5 kỳ World Cup, Messi đã có tổng cộng 16 chiến thắng. Vào thời điểm hiện tại, anh đã áp sát thành tích về số trận thắng tại các kỳ World Cup của Mijo La Closa, 17. Nếu như Messi giành chiến thắng ở trận chung kết tới, anh sẽ săn bằng kỷ lục của Closa, đồng thời chinh phục danh hiệu duy nhất còn sót lại trong sự nghiệp của anh. Cầu thủ nhiều kiến tạo thứ hai tại World Cup. Vào thời điểm hiện tại, Messi chỉ còn cách vua bóng đá Pelé một đường kiến tạo để trở thành cầu thủ kiến tạo nhiều nhất ở các kỳ World Cup. Còn nếu tính riêng ở vòng loại trực tiếp World Cup, Messi đã chính thức vượt mặt kỷ lục kiến tạo của Pelé ở vòng loại trực tiếp World Cup từ năm 1966. Đội trưởng của Argentina đã có 5 lần dọn cỗ cho đồng đội trong khi con số này của Pelé là 4. Chưa hết, Messi đã tạo ra 69 cơ hội ghi bàn tại World Cup, vượt qua Maradona,
67 để trở thành cầu thủ tạo ra cơ hội ghi bàn nhiều nhất lịch sử các vòng chung kết của giải đấu từ trước đến nay. Cầu thủ duy nhất kiến tạo ở 5 kỳ World Cup. Messi là cầu thủ duy nhất sở hữu ít nhất một pha kiến tạo ở cả 5 kỳ World Cup kể từ 2006 cho đến nay. Pele, Diego Lato, Diego Maradona và David Beckham đã in dấu giày trong các bàn thắng ở 3 kỳ World Cup.